Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, theo Điều 242 của Bộ Luật Hình sự và tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, theo Điều 246 Bộ Luật Hình sự. Cùng bị khởi tố trong vụ việc này còn có Đào Quang Khánh, sinh năm 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường. Khánh bị khởi tố theo Điều 246 Bộ Luật Hình sự. Song song với quyết định khởi tố bị can, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can trên. Các quyết định đều được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Theo Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, nếu sau này tìm thấy thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra xác định được có các chứng cứ khác thì có thể thay đổi, bổ sung các tội danh khác cho phù hợp. Với hai tội danh bị khởi tố, bác sĩ Tường có thể phải chịu mức hình phạt lên tới 20 năm tù, tối đa 15 năm tù cho tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, và tối đa 5 năm tù cho tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Còn bảo vệ Đào Quang Khánh sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam.